Gucci. Ok các bạn ơi, lại có một tin vui, đó là có hàng từ trên mạng đưa về đầu ngõ. Đi, bây giờ bố mẹ quà đi tan đấy đi. Thôi đi. Đi đeo khẩu trang vào nhanh. Thôi để đấy, kẹo nó ra về ăn xong. Đeo khẩu trang vào nhanh, mỗi đứa một cái. Con đi xe đạp đi. Còn đâu không đi xe đạp, có biết đi xe đạp không? Còn đâu không đi xe đạp, có biết đi không? Ôi bố, đeo khẩu trang ấy, tính là vứt đi ấy. Ví. Ừ, đằng nào chẳng vứt đi. Đi, con đi. Có dòng xe đạp ra đi, đi xe đạp tới nhanh. Đi con Hải An ơi, Hải An đi, có dòng xe đạp ra, hai chị em đi xe đạp tới nhanh. Nhanh. Có ơi. Có đeo khẩu trang như thế kia. Thế kia hở hết rồi, có gì đeo chẳng quan tâm gì. Đeo cái gì kia, đeo kia không đúng một cách đâu. Đi đeo cẩn thận vào. Cái còn có trễ đấy, tụt đấy. Ôi. Đây à, phải không? Đây, cái hàng copy rồi. Lấy luôn Hải còn đấy. Tên gì? Tên, ở đấy có những tên gì? Đúng rồi, có kia. Đúng rồi. Đi. Còn cái nào nữa không? Có một hay có hàng nữa à? Chưa kịp ra ngoài đã phải được vàng đấy rồi, đi. Hoàng Lan, không biết là đây là quà gì, bóc ngoài đi, bóc luôn tận đây luôn, bóc ngoài này luôn đi. Hả? Xem. Mang xem, thế bố xem cái gì nào? Ý, bố nhìn, 378 Lĩnh Nam Hà Nội, gì đây? Dép sandal, đôi dép cho của ai? Của Hải Ninh à? Dép Hải Ninh rồi. Thế à? Tát lên sinh nhật đâu? Chưa. Wow. Vậy à? Thôi đừng để chị đang học, tẹo nữa xong thì đưa xong. Chị đang học chưa kịp ra đấy thì đã người ta lên mang tận nơi rồi. Thôi, có ăn đâu quả nhãn đi con. Thôi, chị đang học đang làm phiền chị nhá. Mẹ mắng đấy. Thôi.